Theo kinh nghiệm của tôi thì các bạn sẽ làm thế này. Trước khi vào cái phần chỉnh effect của một cái vang số thì các bạn sẽ vào cái phần mix và đưa các cái giá trị tăng giảm biên độ về giá trị cân bằng, tức là không tăng không giảm, và xem các cái vị trí tần số có xếp theo cái thứ tự theo cái giải âm từ thấp đến cao, tức là từ trầm cho đến trung cho đến check. Rồi sau đó sẽ là các bạn sẽ chỉnh cái phần effect trước. Sau khi chỉnh cái phần effect xong, mình cảm thấy cái giải âm nào là vừa là đẹp rồi thì các bạn sẽ giữ nguyên, còn cái giải nào, giả dụ giải trầm được rồi thì mình giữ nguyên, giải trung chưa được thì mình sẽ căn chỉnh ở cái phần mic của cái giải trung. Giải check cũng thế, nếu như mà được thì mình để nguyên, mà không được thì mình sẽ căn chỉnh. Đấy là một cái kinh nghiệm mà xử lý trên vang số. Chứ còn cũng có nhiều bạn là như vậy, là chỉnh cái phần mic trước, tức là khi mình alo mình thấy nó hay, nó có thể được rồi, nhưng mà đến lúc mà mình tăng hiệu ứng vào thì như vậy là nó sẽ làm thay đổi hoàn toàn cái chất âm của các cái giải tần số đó. Thế cho nên rằng là một cái vấn đề mà khi hát karaoke là nó là có một cái sự cộng hưởng rất phức tạp về môi trường cũng như là về cái sự pha trộn về hiệu ứng. Thế cho nên rằng là các bạn là nên xử lý như thế. Thế còn các bạn cứ thử nghe tôi một lần xem là có hiệu quả hay không. Bởi vì qua kinh nghiệm nhiều năm thì tôi cũng xử lý rất là nhiều loại vang số, thì tôi đúc kết ra cái kinh nghiệm là không đi vào xử lý phần mic trước mà xử lý cái phần effect trước. Bởi vì cái phần effect là nó là cái phần mà khó căn chỉnh nhất, và đồng thời nó sẽ là cái phần tác động nhiều nhất đến cái giải âm của phần mic. Cho nên rằng là các bạn sẽ vào cái phần mic để mà như vậy là cho nó về trạng thái cân bằng thì là hợp lý. Thế còn sau khi mà căn chỉnh phần effect xong thì các bạn có thể là căn chỉnh lại ở cái phần mic thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thì ở đây nó cũng là một cái chia sẻ của tôi trước khi chỉnh cái phần effect của chiếc vang số này. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái mục effect để chỉnh vang nhại trên chiếc vang số này. Thì trong mục effect này thì có 3 mục: mục echo, mục revert và mục input equalizer. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái mục echo trước. Thì các bạn sẽ ấn nút effect để vào cái menu của echo. Echo volume tức là độ lớn của echo tối đa là 200, thì theo tôi thì tôi cũng đã căn chỉnh chiếc vang số này nhiều, thì các bạn có để tầm cỡ khoảng độ 112 cho đến 120. Phần digit volume tức là pha trộn giữa âm thanh mộc và cái âm thanh hiệu ứng của echo thì các bạn cũng để tầm cũng hơn 100. Mà nếu đối với những đôi loa mà chất âm nó hơi khô thì các bạn có thể để tăng lên 130, 140 để cho nó có độ mềm mại hơn. Phần pre-delay, pre-delay tức là như vậy là cái khoảng thời gian giữa âm thô mộc và cái âm thanh của echo thì bình thường chúng ta để từ 10 đến 20. Thế nhưng mà nếu như mà cái đôi loa nào mà nó chất âm nó khô khan thì các bạn có thể để lên tầm khoảng trên 20. Echo delay tỷ lệ bình thường tầm khoảng độ 200 đến hơn 200 thì các bạn cứ để tầm khoảng hơn 200. Repeat là cái số lần lặp lại thì trong cái khoảng từ 55 đến 60 thì các bạn cứ để tầm khoảng 58 đi. Ở trong chiếc vang số này thì có một cái chế độ damping, tức là chế độ giảm sóc của tần số cao. Thì tôi cũng đã thử nghiệm, thì có lẽ rằng ở tần số từ 7.500 cho đến 7.500 Hz cho đến tầm khoảng độ 8.000 Hz thì là hợp lý, thì các bạn cứ căn chỉnh trong khoảng thời gian đấy. Pre-delay giờ tức là cái độ trễ, cái khoảng thời gian mà cái kênh giờ nó chịu cái hiệu ứng mộc và cái hiệu ứng echo thì các bạn cứ để tầm, nếu mà các bạn mà quen rồi thì các bạn có thể là nhích lên một chút để tạo nên cái độ trễ, tức là cái hiệu ứng như kiểu là sét thì nó có hay hơn. Delay tức là cái độ trễ của kênh giờ, hiện độ trễ về echo kênh giờ so với kênh L. Riêng về độ trễ của phần echo thôi chứ không phải là cái độ trễ ở trên main giống như là khi chúng ta chỉnh trên main. HBF là loại bỏ tần số thấp mà chịu ảnh hưởng của phần echo. Thì bình thường những đôi loa mà nó thuộc dạng trung tính, chất âm trầm nó tương đối gọn gàng thì các bạn có thể tầm khoảng 100%. Còn các cái loa mà dùng lâu ngày, màng gân có thể là rão kém rồi thì mà âm trầm nó hơi dè, hơi ù một chút thì có thể là các bạn phải tăng cái này lên tầm 150-160. LBF tức là loại bỏ tần số cao chịu ảnh hưởng của phần echo thì các bạn có thể để từ tầm khoảng độ 7.000 đến 8.000. Nhưng mà khả năng là tôi cũng thử nghiệm thì nó ở tầm cỡ khoảng 7.700, 7.800 thì là đẹp. Sang mục equalizer,
Thì theo tôi trong một cái equalizer của phần echo này thì trước tiên các bạn cứ đưa để cân bằng đi, tức là về cái giá trị gain, giá trị tăng giảm biên độ để là bằng không. Tí nữa mình sẽ vào cái mục echo input, cái mục effect input thì mình sẽ căn chỉnh về cái equalizer trong cái phần effect input equalizer. Ở cái phần giải equalizer trong mục echo thì theo tôi các bạn cứ tạm thời để trung bình đã. Trong phần effect này là nó có ba mục, trong đó là có mục effect equalizer và mục echo và mục reverb. Thì cái giải equalizer của phần echo theo tôi các bạn cứ để cân bằng, không tăng không giảm. Bây giờ chúng ta lại quay trở lại effect để vào cái mục reverb. Thì các bạn lại ấn nút Effect và ấn nút Down chuyển sang Revert, ấn nút Effect để vào chế độ Revert. Thì chế độ Revert đây là chế độ vang của phòng. Thì theo tôi thì để chế độ Zoom là chế độ có lẽ hợp lý nhất đối với kể cả hát ở phòng khách hay là trong phòng kín. Đây là cái Revert Volt. Thì đối với Revert Volt này ấy, thì các bạn cũng không nên tăng nhiều quá. Ở đây tỷ lệ là tối đa là 100%, 200%. Nhưng mà cái dị vật này thường thường là ta nên giảm đi một chút, bởi vì là khi mình tăng cái dị vật lên này là cái âm thanh nó lại có cái phần mà nó oang oang, mà nhất là những cái phòng mà nó bề mặt nó không tiêu âm tán âm tốt ấy, thì là như kiểu là trong chum trong vại ấy, nó om om, cho nên là để tầm 5-60 thôi. Cái bezic volume này nó cũng là cái tỷ lệ pha trộn giữa cái âm thanh mộc và cái âm thanh chịu cái hiệu ứng của dị vật. Thì có thể là tùy theo từng đôi loa, tùy theo từng không gian. Nếu tăng cái này nhiều quá thì tiếng nó bị mờ, mà ít quá thì tiếng khô. Thì trong trường hợp này thì trên chiếc băng số này tôi cũng thử nghiệm nó ở tầm cỡ khoảng độ 7-80. Loại bỏ tần số thấp HBF của reverb, loại bỏ tần số thấp chịu ảnh hưởng của phần reverb. Thì đối với phần reverb thì các bạn có thể là loại bỏ các tần số dưới 100. Phần HLBF tức là loại bỏ tần số cao chịu ảnh hưởng của phần dị vật. Thì cái phần dị vật thì nó cũng không nằm ở ngoài cái tần số 11 Hz đâu, 11.000 Hz đâu. Thì có lẽ là các bạn cứ để tầm cỡ khoảng 10.000 hơn 10.000 để cho âm thanh như vậy là nó tự nhiên hơn, trung thực hơn. Bradley. Cái Bradley này thì là theo tôi thì các bạn cũng để ở tầm cỡ khoảng độ 10 12 từ 10 đến 15. 10-15 tức là cái khoảng thời gian mà từ lúc phát ra âm thanh thô mộc cho đến lúc mà cái có cái hiệu ứng gì vật. Dị vật 2 là cái khoảng thời gian vang. Thì thông thường thì là như người châu Á mình thì ở cái tầm độ vang và cái thời gian vang chắc là tầm cỡ khoảng độ từ 2002 cho đến 2008. Với những cái đôi loa mà như vậy là nó rõ tiếng rồi thì các bạn có thể là để lên tầm khoảng 2500-2800. Còn những cái đôi loa mà như vậy tiếng nó không rõ thì các bạn có thể là chỉ để tầm khoảng 2000, hơn 2000. Nếu mà cái dị vật thai này mà nó nhiều, tức là thời gian dài thì tiếng nó bị mờ, mà ít quá thì tiếng nó bị khô. Sang cái mục equalizer thì cũng như phần echo thì theo tôi là các bạn trước mắt là cứ để cái giá trị gain, tức là giá trị tăng giảm biên độ là ở trung bình, tức là không tăng không giảm. Sau đó mình sẽ quay trở lại là chỉnh cái phần equalizer ở phần input. Thì ở trong cái dị vật này có 5 giải equalizer. 5 giải equalizer. Thì đối với một chiếc vang số cao cấp hiện đại nhiều chức năng như là chiếc JBL KX180 này thì là phần dị vật thì cũng rất nhiều chức năng. Thì bây giờ ta lại quay trở lại chỉnh cái phần effect input equalizer. Thì trong cái phần equalizer của phần effect này thì theo tôi như này, các cái giải tần số thấp mà dưới 100 thì các bạn nên giảm đi một chút, nên giảm một chút, bởi vì đa phần cái âm trầm của chúng ta nó không tốt lắm. Người không chuyên thì tiếng hay khàn đục, nó không tốt lắm. Giải thứ hai là cái giải mà nó nằm trong cái tần số gọi là trung trầm 231 Hz. Thì cái tần số này thì mình có thể là thay đổi được,
nếu như cái người gọi là sành về âm thanh trong vấn đề mà căn chỉnh hiệu ứng thì chúng ta có thể là thay đổi các cái giá trị tần số này và thay đổi cái gain độ lớn thì cũng có thể là như vậy giải quyết được các cái vấn đề mà âm vang nhại ở các cái tần số đấy nó không hợp lý. Giả dụ như mình cảm thấy cái trong cái không gian đấy mà cái tần số thuộc dạng trung trầm nó không tốt thì chúng ta có thể giảm bớt đi để cho âm thanh nó được rõ ràng hơn, âm thanh rõ ràng hơn. Và các bạn cũng lưu ý là cái giá trị Q, giá trị Q là cái giá trị mà nó, tôi cũng đã có những cái video clip nói về cái giá trị Q này thì nó cũng rất quan trọng, tức là khi mà có sự tăng giảm của giá trị biên độ thì cái giá trị Q này nó mới có tác dụng. Chứ còn nếu như mình không tăng không giảm ở để không không để không không decibel thì nó cũng không có giá trị. Nhưng mà mình khi tăng giảm thì mình phải lưu ý về giá trị Q. Bởi vì giá trị Q này là nó cũng là một cái rất quan trọng, nó làm cho cái tầm ảnh hưởng đối với các giải xung quanh nó ít hay nhiều. Sang cái 3. Equalizer thứ 3 là nó cũng nằm trong cái giải chung cao một chút. Thì cũng tùy theo cái không gian, tùy theo nuôi loa. Nếu như mà các bạn cảm thấy là cần cái độ bay tiếng ở cái giải trung cao thì các bạn có thể nhích lên 1-2 decibel ở giải trung cao. Giải thứ tư là cái giải 3000. Giải 3000 nó cũng thuộc về cái âm trung cao. Âm trung cao thì cũng tùy theo các bạn sẽ lựa để căn chỉnh. Nhưng mà cũng đừng tăng quá, bởi vì cũng có những video clip tôi cũng phân tích về cái vấn đề mà khi tăng giảm cái vị trí giải equalizer ở phần effect thì đôi khi các bạn cứ nghĩ là tăng lên thì nó sẽ là có tác dụng làm cho âm thanh nó bay bổng rõ ràng, nhưng mà đôi khi mình tăng quá thì nó lại làm cho âm thanh như vậy nó bị mờ. Giải thứ năm là cái giải 14000 thì về cái giọng hát, giọng nói con người thì nó không nằm ở trong cái giải 14000 này đâu. Thường thường tối đa nó chỉ tầm cỡ khoảng độ 10 đến 11000 thôi. Thì là cũng tùy theo cái sở thích, tùy theo đôi loa, tùy theo không gian thì các bạn sẽ căn chỉnh. Nếu tăng quá ở cái tầm này thì là âm thanh nó cũng hơi bị chói. Cái tiếng chép của mình nó cũng không được tơi được gọn. Thì trong vấn đề mà chỉnh cái phần effect này thì là nó cũng cực kỳ quan trọng. Theo kinh nghiệm của tôi thì cái phần effect này là khó khăn hơn cái phần về mic. Mic để xác định cái âm trầm, âm trung, âm chép thì nó dễ, nhưng mà khi có hiệu ứng vào thì bắt đầu là nó mới thay đổi. Hiệu ứng thì trong đó có hiệu ứng bản thân của vang số và hiệu ứng cộng hưởng của môi trường, nó sẽ làm thay đổi về cái tính chất âm thanh. Cho nên rằng là theo kinh nghiệm của tôi thì chính là cái phần mic thì các bạn cũng đừng vội là như vậy là tăng giảm nhiều, mà như vậy là sau khi mình tăng giảm cái phần effect mà cảm thấy chất âm nó hay rồi thì là phần mic mình có thể để nguyên. Còn nếu như mà bây giờ âm trầm nó hay rồi, âm trung nó chưa hay thì mình chỉ tập trung vào cái phần âm trung thôi, hoặc là âm chép mà nó cũng chưa ổn thì mình sẽ tập trung âm chép, chứ cũng đừng vội gì như vậy là căn chỉnh về cái phần mic. Bởi vì cái phần mic này nói đúng ra thì khi mà mình tăng lên thì có hiệu ứng vào thì nó lại là thay đổi đi rất nhiều. Thế cho nên rằng trong cái phần mic cũng các bạn cũng cần phải lưu ý là khi mà mình căn chỉnh thì đừng vội căn chỉnh cái phần mic trước, mà theo tôi chính là tập trung vào cái phần effect trước. Phần mic thì sẽ để ở các cái giải equalizer thuộc dạng là tất cả mọi cái là cân bằng đi. Sau đó là như vậy là mình sẽ, đây bây giờ tôi đang vào phần mic đây, thì giả dụ như là mình cứ để cân bằng, hoặc là ở trên mic thì nó có cái phần bypass thì trước tiên các bạn vào cái phần bypass thì các bạn có thể là chỉnh effect trước, sau đó là các bạn sẽ chỉnh cái phần trong cái giải equalizer của phần mic. Thì cũng có nhiều người là hướng dẫn chia sẻ là sẽ chỉnh phần mic trước, alo phần mic trước xem là cái phần chung phần bass như nào, sau đó mình tăng cái phần mic trước. Thế nhưng mà theo tôi thì chính ra thì là tăng cái phần effect trước thì có lẽ rằng là hợp lý hơn. Bởi vì khi mà mình để mic ở giá trị cân bằng, sau đó mình sẽ căn chỉnh cái phần effect,
và sau khi căn chỉnh FX xong thì mình thấy cái giải nào mà nó chưa ổn thì mình sẽ lại quay trở lại phần mic để mình căn chỉnh, thì có lẽ nó hợp lý hơn. Thì đây cũng là một cái video chia sẻ với các bạn về cái phần căn chỉnh phần mic và phần FX bằng tay trên chiếc vang số JBL KX180. Thì các bạn xem và có thể áp dụng cho cái chiếc vang số của nhà mình. Các bạn xem cảm thấy mà nó hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ và nhớ đăng ký kênh của tôi để thường xuyên có những video mới cập nhật thì các bạn có thể là xem được ngay. Xin tạm biệt các bạn.